Xin chào các chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Khoa Phạm Realtor. Hiện Khoa đang có mặt ở bên trong đại đô thị Vinhome Grand Park. Phía trước đó chúng là khu quảng trường Golden Eagle, quảng trường Đại Bàng. Thì khu quảng trường này sẽ trong vòng một vài ngày nữa sẽ được khánh thành đi vào hoạt động. Còn phía trước mặt đó chính là những cái phân khu của khu The Beverly Solari. Và bên cạnh đó là khu Vinbus, trạm xe buýt Depot Vinbus ở trung tâm của đại đô thị của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại khu Glory 2, quảng trường Đại Bàng và Vincom Megamall. Thì dự kiến là ngày 1 tháng 6 Vincom Megamall sẽ đi vào hoạt động nha các anh chị. Thì đây là một cái lễ khai trương hoành tráng của đại đô thị của chúng ta. Vincom Megamall đó chính là một sự mong đợi của cả người dân, những bạn sinh viên hay là những anh chị cô chú ở khu vực xa, bây giờ muốn mong muốn về đây sống để có một cái nơi ăn uống vui chơi giải trí đẳng cấp dành cho cư dân. Thì Vincom Megamall đó chính là một cái sự kiện rất là lớn dành cho cư dân của đại đô thị Vinhome Grand Park. Thì tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam và nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như đến từ Nhật Bản hay là Hàn Quốc đều đã có mặt tề tụ ở bên trong những cái gian hàng của Vincom Megamall. Đây là Vincom lớn nhất khu vực miền Nam như các anh chị, có 5 tầng cao và 2 tầng hầm. Với cái vị trí là trái tim trung tâm của đại đô thị của chúng ta, thì cái quảng trường Đại Bàng chuẩn bị khánh thành đó chính sẽ tạo một cái tầm view vô cùng đẹp dành cho những cái anh chị mà có mua những cái căn mà có view trực diện về quảng trường Đại Bàng. Thì Beverly, những cái căn mà các anh chị trước đó quan tâm về view công viên ánh sáng, biển nhân tạo, thì bây giờ chúng ta có thể quan tâm hơn về cái view dành cho quảng trường Đại Bàng. Vì vào ban đêm thì quảng trường Đại Bàng sẽ có những cái khu nhạc nước, buổi trình diễn ánh sáng, khu vui chơi tập trung, cư dân rất là đông tại cái quảng trường này. Thì Vincom Megamall ngày 1 tháng 6 sẽ đi vào hoạt động. Đây là một cái lễ khai trương, có thể xem là khai trương kỹ thuật thôi các anh chị, tại vì sẽ vẫn chưa hoạt động đầy đủ 100% công suất. Trong vòng khoảng là 2 tuần tiếp theo thì những cái gian hàng đó sẽ về đây. Tầm khoảng là giữa tháng 6 thì tất cả các mặt hàng, những cái nhãn hàng thời trang sẽ có mặt đầy đủ ở lắp đầy 100% Vincom Megamall của chúng ta. Hiện vào buổi tối, các anh chị đi ngang qua sẽ thấy một cái sự hào hứng phấn khởi trên nét mặt của cư dân, những cái khách tham quan hay là những cái bạn sinh viên mà chọn nơi đây làm cái môi trường sống, vui chơi, học tập của mình. Đây là cái khu vực tiền sảnh, cái sảnh vào chính. Thì các anh chị thấy là cái không gian phía trước cái sảnh sẽ không có cái chỗ đổ xe cho khách hàng, thì đây là cái nơi mà lên xuống khách nhanh. Vì vậy theo Khoa nghĩ là cái việc kinh doanh mà sầm uất hơn á, kinh doanh tốt hơn là sẽ là một cái cổng khác đối diện công viên Đại Bàng nha các anh chị. Vì cái khu công viên Đại Bàng thì trong lúc mà chờ đợi người thân đi mua sắm, đi ăn uống ở bên trong trung tâm thương mại thì chúng ta có thể đợi ở bên ngoài công viên Đại Bàng, quảng trường Đại Bàng để vui chơi, giải trí hay là ngắm cảnh. Đây là khu vực phía bên ngoài nha, cái giao lộ chính đi vào khu trung tâm thương mại. Các anh chị thấy những cái căn mà Glory hay thì với một vài bước chân là chúng ta đi vào khu mua sắm rồi. Hiện Glory hay đang có những cái chính sách riêng dành cho cái giai đoạn này. Glory hay cùng với Beverly thì có những cái chính sách mà thanh toán nhanh có thể lên tới 14-15% nè các anh chị. Vì trong vòng khoảng từ tháng 9 cho tới tháng 12, Beverly và Glory hay sẽ bàn giao tất cả những cái căn còn lại dành cho khách hàng. Đây là một cái điểm vô cùng thuận tiện dành cho những cái người mà chọn trung tâm thương mại Vincom Megamall để kinh doanh. Thì khi mà Beverly hay là Glory hay cư dân về sẽ làm
sầm uất cả một khu vực. Cùng với đó là VinWonder nằm ở trong đại đô thị, đại công viên ánh sáng của chúng ta, sẽ đi vào hoạt động vào khoảng cuối quý 3 cho tới quý 4 năm nay sẽ đi vào hoạt động. Thì việc mà VinWonder về đây nó có hai mặt, một mặt tốt và một mặt không tốt. Thì mặt không tốt có thể thấy là đã di chuyển rất là nhiều mảng xanh rồi các anh chị, và những cái máy tập thể dục thể thao ngoài trời. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc, vì ngay từ cái giai đoạn đầu thì nhiều khách hàng chọn công viên ánh sáng là một cái lá phổi xanh của đại đô thị của chúng ta. Nhưng hiện bây giờ rất là nhiều cây xanh đã được dời đi, thay vào đó là nguyên một cái khu vui chơi tầm cỡ rất là lớn VinWonder. Thì cái mặt tốt đó chính là các em trẻ nhỏ sẽ có một cái khu vui chơi rất là lý tưởng, và những cái cư dân sẽ có thêm sự lựa chọn hơn. Hiện cái cửa hàng Glory Hay và Beverly đang có những cái căn những có cái view rất là tốt anh chị. Chính sách bán hàng cực kỳ thuận tiện, thuận lợi trong cái giai đoạn này. Chính sách chiết khấu lên tới 14-15% chỉ dành cho những cái thời điểm này thôi nha các anh chị. Các anh chị quan tâm hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp, Line, LinkedIn. Và các anh chị nào mà có nhu cầu đi tham quan nhà mẫu á, thì hãy liên hệ qua Khoa qua số điện thoại trên để đặt lịch để chúng ta cùng tham quan căn hộ mẫu sẽ như thế nào. Thì căn hộ mẫu của Beverly sẽ nằm ở tầng 3 Vincom Thảo Điền. Còn những cái căn hộ mẫu dành cho Beverly Solary hay là Glory Hay sẽ bố trí ở cái tòa nhà ở phân khu Beverly Solary thực tế để cho các anh chị cùng trải nghiệm. Phía trước đó chính là cái lối vào ở khu vực đối diện quảng trường Đại Bàng các anh chị. Thì những cái căn mà Beverly có cái view về quảng trường Đại Bàng sẽ không kém cạnh so với công viên ánh sáng đâu các anh chị. Vì quảng trường Đại Bàng của chúng ta rất là rộng. Tiếp theo đó là trường Wheaton College của Anh Quốc. Đó là trường song ngữ quốc tế rất là nổi tiếng. Bắt đầu từ tháng 6 trở đi thì Vinhome Run Park của chúng ta sẽ có rất là nhiều tiết mục vui chơi giải trí vào những dịp ngày lễ cuối lễ hay là cuối tuần. Các anh chị nào mà có nhu cầu ký gửi cho thuê, chuyển nhượng hay là tìm thuê mua, tìm kiếm bất động sản ở khu đô thị Vinhome Run Park hoặc là khu đô thị Thủ Thiêm thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại ở bên trên màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi những video clip mà Khoa làm về nhà mẫu, cập nhật tiến độ thi công hay là hạ tầng của khu đô thị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.